Rồi em chào anh chị cô chú nha. Thì hôm nay cũng không có làm clip sơn chậu. Hôm nay tí nó có đúc lại cái mẫu chậu chữ nhật 70 á. Thì sẵn em làm clip cho anh chị xem cho vui ha. Bữa giờ cũng lâu quá rồi không làm. Bữa giờ nó cũng không có gì hot mấy anh chị, không có mẫu mới đồ gì hết á. Năm nay nó cũng hạn hán quá, nắng quá rồi thiếu nước quá, kinh tế cũng khó khăn. Nên là mọi người cũng ít làm. Là em cũng không có ở đây, người ta cũng không mua chậu nên em cũng không có làm để quay clip. Sẵn nay tí nó có đúc lại thì em quay cho mấy anh chị coi. Đây là mẫu chữ nhật 70 mấy anh chị, 70 chữ nhật 70 hàng Việt Nam, nhựa ABS Việt Nam sản xuất đó. Thì nó xài được với cái đôn vuông cao 55 mặt 28 này nè mấy anh chị đó, nguyên bộ nó đi về đẹp lắm. Rồi thì hôm nay mình sơn cái này, hoa văn nó nhiều mấy anh chị, nó nhiều hoa văn với cái đôn nó cũng nhiều hoa văn. Thì hôm nay em đang tính sơn giả đồng ha, sơn lại cái màu giả đồng 908 cho anh chị coi. Cái màu đồng 908 là màu bán cũng nhiều á, cho anh chị tham khảo màu đó thử ha. Rồi bây giờ sẽ sơn trực tiếp bằng sơn nền luôn, xài sơn Galaxy luôn, lấy màu đen Galaxy bắn trực tiếp lên luôn. Galaxy thì sơn giá rẻ anh chị ha. Rồi xài màu đen sơn chậu kiển Galaxy hệ nước rồi anh chị. Hệ này thì hệ giá rẻ hơn Dofin nữa anh chị ha. Màu đen này thì 75.000 ký nè. Đó, 1 ký trong lon, tính luôn lon là 1 ký mốt á. Rồi giờ mình sẽ sơn trực tiếp lên luôn, cái này khỏi lót luôn được mấy anh chị, sơn giá rẻ mà, sơn bập trực tiếp luôn. Rồi mình chịu khó mình pha xíu nước mấy anh chị, pha tầm 5% nước xíu xíu vô thôi, đừng có pha nhiều quá mấy anh chị, pha nhiều quá nó lỏng màu mấy anh chị ha. Mấy anh chị sơn nó mất công nó rút vô nó lỏng màu, mấy anh chị phải dặm pha xíu nước để cho nó mướt thôi, nó mướt cái sơn thôi, nó đừng quá đặc thôi. Rồi thì mấy anh chị nhớ lưu ý vệ sinh sạch sẽ ha, lấy nhám xả mấy cái bao vi đồ cho nó đẹp đẽ hết đi. Rồi lấy bàn chải mấy anh chị chà bỏ hết đi, chà bụi á, bỏ đi rồi thổi ra sạch sẽ hết rồi mình sơn cho nó bám sơn tốt hơn. Thì xài Galaxy thì nó giá rẻ mấy anh chị, cứ sơn thẳng mấy anh chị ơi, khỏi cần lót kháng kiềm, mình làm hàng giá rẻ thì xài nó cũng bền màu ổn áp lắm anh chị nha. Em test từ trước Tết đến giờ có mấy cái mẫu em sơn cũng 4-5 tháng rồi, chưa xi nhê đâu. Cái loại này nó rẻ xài được các anh chị, không có sợ phai màu đâu, ít nhất nó cũng trên 1 năm anh chị, 1-2 năm đó. Em test trước Tết đến giờ ok rồi. Rồi giờ vệ sinh xong mình bắn trực tiếp cái nền màu đen lên. Thì để sơn giả đồng mà nó kiểu cổ cổ đen đen thì mình nên bắn cái nền màu đen trước để cho màu đồng nó cổ, chứ không mấy anh chị sơn trực tiếp cái màu nhũ đồng lên nó đậm lên nó ghê lắm. Rồi anh chị cứ sơn lấp hết bề mặt đi, xíu nữa cái chậu mình nó khô á, nó hút cái sơn vô á, thì thấy chỗ nào mà nó còn phai màu á, nó chưa lấp hẳn á, thì mấy anh chị dặm lại cho nó. Chứ mình đi một nước á, nó hút vô nó không có lót kháng kiềm, nó hút vô nó không có đậm màu được hết đâu mấy anh chị. Sẽ có mấy chỗ mà nó răng răng nó sẽ hút sơn nhiều hơn. Anh chị cứ đi qua nó khô cái này mình xíu nữa mình kiểm tra lại, mình coi chỗ nào chưa ấy mình dặm lại. Còn kỹ hơn thì mình đi 2 lớp, mình cứ đi qua lớp nó khô mình đi theo lớp 2. Còn nếu mình làm hàng giá rẻ mình chỉ đi qua lớp thôi, còn chỗ nào mà nó ấy chưa lắp thì mình dặm thôi anh chị ha. Thì cái hệ này là hệ mờ anh chị ha, sơn lên nó mờ tịt rồi như hàng Dofin vậy đó. Nên là hệ này phải xài thêm keo bóng nước để nó đảm bảo độ bền độ bám tốt hơn. Mùa này nắng quá anh chị, gần 40 độ á, ở trong xưởng em mà vô máy tôn chắc phải 60 độ á, sơn cái khô luôn rồi, nó hút hết luôn rồi, khô luôn rồi. Đó bây giờ tí đang đi dặm anh chị ha, coi những cái chỗ nào mà nó hút nhiều quá thì nó bị trắng trắng á, lòi xi măng á thì mình dặm lại thôi. Mấy cái chỗ mà răng răng thì nó hay bị anh chị, hầu như nó cũng lắp hết 95% rồi, chỉ có một số cạnh là chưa lắp thôi. Đó cái này mới đi có nước à, nó đi nước này cũng ok anh chị, không cần nhiều đâu. Rồi giờ mình để cho nó khô mình lấy nhũ đồng mình lấy mút mình kéo lên thôi, nhanh gọn lẹ thôi. Cái mẫu này nó có chỉ gấm với lại nó nhiều hoa văn, mình sơn giả đồng nó cũng đẹp lắm anh chị. Còn mấy mẫu mà trơn nhiều quá, nó họa tiết nó trơn nhiều quá, mình sơn đồng nó không đẹp bằng mấy cái mẫu này. Rồi tiếp theo sẽ xài cái nhũ mấy anh. Thì hôm nay sẽ xài cái nhũ đồng vàng, nó tên là nhũ đồng vàng mấy anh ha, nhưng mà đúng của nó là mã số là 908 mấy anh ha. Lưu ý cái mã thôi mấy anh, nhũ đồng 908 anh. Màu này cũng bán nhiều nè, màu này cũng bán nhiều sau nhũ vàng rồi đó. Màu này chuyên gia để giả đồng mấy anh. Rồi khui ra để cho mấy anh coi màu đó nha. Đây nó là cái màu đồng luôn mấy anh ha. Thì ánh của nó là ánh đồng, thì nó sẽ
nó đậm màu hơn cái thằng nhũ vàng mấy anh ha. Nó giống như cái màu sợi dây điện ấy mấy anh, cái lỗi của sợi dây điện á, nó y vậy luôn. Khi mà anh đánh lên nền đen thì nó sẽ đậm màu hơn. Cái màu này chủ yếu là để dùng đánh đồng cổ chứ không có chưa làm gì vậy? Chứ không có để sơn hoa văn được mấy anh ha. Rồi bây giờ mấy anh lấy mút mấy anh, mình sơn bằng mút luôn cho lẹ mấy anh ha. Mình quét đều lên mút rồi mình kéo qua thôi, mình vuốt ngang qua thôi. Cách này cũng lẹ lắm. Rồi mình quét lên mút xong mình kéo lên thôi mấy anh ha. Anh cứ để cái nền sơn nó khô mới kéo được mấy anh nha, chứ không mà mấy anh kéo là nó ấy á, nó bị ấy màu á. Kéo đừng có đều quá, kéo vuốt trên bề mặt thôi. Cái nền nó chưa khô nó trôi đen ra mấy anh. Thì mấy anh đi một nước nó lợt á, xíu mấy anh đi thêm cho nó nước hai. Cứ kéo ngang qua thôi, đừng có cho nó xuống cái chỉ gấm. Chỉ gấm nó xíu chỉnh lại. Ngang nền luôn, cái nền trong sao không kéo. Đậm lợt tùy mình mấy anh ha. Cái nền trong đó mấy anh cứ kéo ngang nó xuống được nhiêu xuống. Xíu nữa mình vuốt lại. Cái độ mà đậm nhạt á là tùy theo sở thích mình mấy anh ha. Anh nào thích nó đậm hơn thì mình đi đậm hơn. Cái này mới đi nước 1 thôi, chưa có được đâu, chưa lắp được đâu mấy anh. Đừng có chỉnh như vậy. Xíu đi lại nước 2 kéo qua lại, đừng có chỉnh chỉnh chỗ đó. Hỏi chỗ đậm chỗ nhạt từ lưa đó. Cứ đi hết đi để tính tiếp. Cứ mình cứ đi hết đi mấy anh, xong xíu nữa mình coi chỗ nào chưa ok mình đi nước 2 lên. Thì nó có cái nền đen đó anh ha, thì nó sẽ nhìn nó cổ hơn, nó đen đen đồng đồng đẹp hơn. À, mình làm bằng mút á thì nó sẽ nhanh hơn mà. Bằng cọ thì nó sẽ xước nhiều hơn. Mỗi kiểu nó có một hiệu ứng màu khác nhau, mình thích kiểu nào mình làm cũng được. Bây giờ mình đi nước 2 lại cho nó mấy. Nó sáng lên xíu. Mấy anh muốn cái màu đồng này nó sáng hơn nữa đó, thì mấy anh lấy cái màu nhũ vàng 24K á. Mấy anh pha vô. Mấy anh pha tỷ lệ sao mình nhớ để sau này mình làm. Rồi mình kéo lên thôi. Rồi mấy cái nền dưới đó đó, mấy anh lấy cái ngón tay á, mấy anh đè vô. Ngón tay mấy anh bóp mút mấy anh đè vô, mấy anh đánh. Đánh sao mà nhìn cho nó đều đều là được mấy anh. Không có cần lắp hết đâu mấy anh. Nói chung là tùy theo mình đánh muốn cổ cái nào ha. Màu này vẫn đẹp, xài thấy vẫn đẹp. Nếu mà xài nhũ đồng cổ, trời, nó người ta vuốt ra chỗ khác trước xong rồi ngáy xuống dưới. Nếu mà xài màu này không cần phải xài keo ống nước đâu mà. Xài keo ống nước lên nhìn nó không cổ mà, nhìn nó bóng bóng luôn. Mình cứ đi một chiều á anh, cứ đi ngang qua theo một chiều thôi. Nó đẹp thôi chứ đâu có vấn đề đâu, dễ làm lắm, cách này nó dễ làm lắm anh. Cái sơn giả đồng này là dễ làm nhất luôn, sơn nền đen không lấy nhũ đồng lấy mút kéo ụt 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 lên. Thì cái mút này khi mình mua sơn là em có cả tặng kèm á, mua từ 5 lon trở lên có tặng kèm mút cọ đầy đủ. Mấy anh mua ít ít thì không có đâu. Một hai lon không có đâu thì mấy anh có thể nhắc em hoặc là mấy anh mua ở địa phương á. Mút này mút lau bảng học sinh thôi chứ không có vấn đề hết á. Rồi chỉnh cái chỉ gấm ở hai bên cái bông lúa cho nó còn mấy cái chỉ nó chưa có lắp được à. Lấy ngón tay vuốt lên cái bề mặt nổi. Rồi đây mấy anh xong một mặt rồi nè, cái này là cũng đi hai nước rồi đó, nó cũng chỉnh sửa nè mấy anh thấy nè, có chỗ đậm chỗ đen, chỗ đồng chỗ đen ha. Rồi đồng nó cũng ánh ha, nó có độ bóng á,
Đó, mấy anh thích nước hai mấy anh để vậy là được, còn mấy anh muốn lên cho nó đậm lên xíu nữa thì mấy anh đi thêm nước nữa thôi, anh quét nhũ mấy anh kéo thêm nước nữa thôi, cứ kéo vuốt ngang qua đừng có đi đè đè gì hết á, cứ vuốt ngang trên bề mặt đừng có đè mút là nó sẽ ấy, còn trên bị cháy ngay cái cọng chỉ tròn này kìa, bị cháy màu đó. Bị cháy màu là gì mấy anh, là nó chỗ nó bị động cái nhũ, mà mình đè quá nó động nhũ vô mấy cái khe đó, nó bị cháy màu chỗ đó, nó không có đều ra, nó không có láng á mà, thì gọi là bị cháy màu, chỗ đậm chỗ nhạt nhiều quá. Còn giờ mình cứ vuốt qua thôi, vuốt ngang qua hết đi, cứ đi ngang qua đừng có đè nhiều, để lấy cái màu cho nó đậm lên cho nó sáng lên thôi mấy anh, đẹp rồi đó mấy anh ơi. Rồi đây mấy anh, tí nó chỉnh lại nó cũng dậm lên nước ba nữa mấy anh, cái này là cũng đẹp mấy anh, vẫn nó đậm hơn hồi nãy xíu thôi, khá là đẹp. Cái này nếu đúng á thì để luôn nền đen này khỏi phủ keo á, sơn đồng này lên luôn á là đẹp, nhưng mà xài hệ này xài kiểu này không được, phải phủ keo, tại hệ giá rẻ này nó mốn nó phai nền đen dưới á, không ăn thua đâu, nên là phải phủ keo cho bảo vệ lại. Rồi cũng được mấy anh, để giờ xoay qua mặt kia để cho tí nó làm tiếp. Thì mấy anh cứ nhớ là một mặt mấy anh đi mấy lớp thì mấy anh nhớ ha, cái mắt cao xíu nó đậm nhạt tùm lum hết á đó. Đó, xoay qua mặt này là mấy anh cho khá đẹp luôn anh, lâu quá cũng không làm lại màu nhũ này vẫn đẹp ha. Đây mặt mặt cạnh mấy anh, mấy cái chậu chỉ gắm này làm đẹp lắm, đánh nhũ đồng đẹp lắm, cứ vuốt ngang qua thôi, chỗ nào chưa lắp kệ nó xíu, cứ đi ngang qua là được. Chứ mình nếu mà đánh cọ thì mình đi lung tung, còn mình đi mút á mình đi lung tung nó cà sực nó cháy nhũ á, mà nó xấu lắm. Cái mút mình cứ để vô vuông góc vô mình kéo ngang qua thôi, mình đừng có đè quá mà đè quá thì nó xuống mấy cái nó động vô mấy cái ngách đồ nó xấu, xíu mình khó chỉnh lắm. Nước một mình cứ đi qua để sơ bộ, mình đánh đi nước một qua sơ bộ hết tổng quát hết, nước hai nước ba mình mới chỉnh lại. Anh nào thích mà nó cổ nhiều á mình đi nước cũng được, không cần với nước hai nước ba đâu, mà tốt nhất cũng đi nước hai đi cho nó đẹp hơn, chứ một nước nó còn đen lắm anh ha. Đẹp ha. Này mà ra nắng nhìn đã ghê. Đó, trời có ánh nắng nhìn vô cái nhũ nó cũng đã ghê mấy anh. Sáng đẹp ha. Nhũ này mới đúng là đồng nữa mấy anh. Chứ mấy anh thích sáng quá thì nó lại qua nhũ vàng. Nếu sáng lên xíu nữa mấy anh lấy nhũ đồng 304 mấy anh. Cái tông nó lợt hơn. Đây nhũ đồng 304 là cái tông này nè, cái tông chậu đó đó. Xong tí á, đó. Còn nhũ đồng là nhũ đồng 908. Cái màu này vẫn bán nhiều đó mấy anh, bán nhiều từ xưa rồi luôn á. Nó chỉ thua nhũ vàng 24K thôi, tại nó màu đồng, nhìn nó đồng hơn, nhìn ngoài đã lắm anh. Rồi mấy anh ơi, giờ xoay thử coi nó đều màu hết chưa mấy anh ha. Mấy anh kiểm tra coi nó đều màu hết chưa thì mình sẽ chỉnh sửa ha, dặm vá ha. Xoay đi, xoay đi. Xoay vòng đi đã. Cái này xoay vòng cho mấy anh coi trước khi là phủ bóng cho mấy anh, phủ bóng lên nó sẽ ra hiệu ứng màu khác mấy anh, nó sẽ sáng cái màu lên nó bớt cổ đi á. Nếu mà xài nền ok á, loại cao cấp á, thì mình đánh đồng lên mình để vậy luôn khỏi phủ bóng được, còn loại giá rẻ Galaxy này mình phủ bóng nữa, mà chắc phủ cỡ keo B52 thôi cho nó có độ lì nhìn nó mới cũ cũ cổ cổ được, thấy cũng ok rồi đó. Giờ để cho thằng tí nó tự kiểm tra thấy mấy anh, coi chỗ nào nó còn lợt màu thì nó dặm lại. Rồi phủ cho nó lớp keo bóng đi mấy anh, cho cái nền màu đen nó bền màu hơn mấy anh. Thì xài keo bóng B52 mấy anh ha, keo bóng giá rẻ mấy anh ơi. Loại này bằng ok nhưng mà nó bóng hơn ok nữa, nó đặc hơn. Này 85 ngàn lon 9 lạng mấy anh. Đó, mình pha loãng với nước, mình pha loãng với nước rồi mình sơn lên thôi. Rồi phủ keo mấy anh. Thì nếu mà anh xài sơn ok nó có độ bóng sẵn, anh sơn nền đen xong anh đánh nhũ lên xong luôn rồi mấy anh, khỏi cần phủ thêm keo sau cũng được nữa, là hoàn thiện chỉ có hai bước thôi, sơn nền đen rồi ấy rồi đánh nhũ. Cái đó là đối với sơn ok cao cấp anh ha, còn đối với sơn giá rẻ như thằng Galaxy hay Dolphin á thì mình nên đi cho nó một lớp keo nữa, thì keo lên nó sẽ làm mới cái màng sơn lên, nhìn nó không có quá cổ như lúc đầu nãy thằng tí xoay bên coi ha, nhưng mà nó sẽ có hiệu ứng khác, nó sẽ bền màu, nó bảo vệ lại màng sơn của mình. Đối với ok thì nó sơn cao cấp thì mấy anh không cần phủ keo cũng được nữa, không sao hết, nó vẫn bền màu. Nó phủ xong nó khô xíu, nó khô là nó sẽ bóng lên,
thì cái màu nó sẽ ngà đi mấy anh ha, nó không còn cái cổ nhiều bằng lúc đầu đâu. Ở đây phủ một lớp xong mấy anh, khô rồi đó mấy anh. Keo bê tông 2 này phủ một lớp thì cũng khá là bóng lắm nha. Keo này giá rẻ, xài cũng khá là ngon. Keo này thì nó đặt mấy anh pha được nhiều. Thì mấy anh thấy khi mà phủ keo lên nó bóng lên mấy anh thấy không? Thì cái màu sơn nó đổi xíu ha. Nó làm tươi cái màu sơn lên với lại nó đậm cái màu sơn lên mấy anh. Nên là nó khác cái lúc mà lúc đầu mấy anh đánh mà mấy anh chưa phủ keo ha. Thì nãy em có quay cái khúc mà không phủ keo mấy anh á, và cái khúc phủ keo nó khác nhau mấy anh ha. Nên là hiệu ứng màu nó khác nhau. Đó, giờ nó đậm hơn xíu nè. Nên là khi mấy anh sơn mấy anh lưu ý giùm em ha. Nên là nhiều khi coi trong clip sao lúc đầu nó khác màu xíu, lúc sau nó lệch màu xíu ha, do phủ bóng á. Rồi giờ kêu một tí xay mấy anh coi ha. Màu này đậm hơn, màu đồng cũng đậm hơn xíu, thì mấy anh đánh lợt lại. Anh đánh lợt lại thì mấy anh phủ keo lên ok hơn. Với lại nó có nắng hắt vô mấy anh. Nắng hắt vô nhìn nó đậm lên. Đó, chậu giả đồng hoàn thiện, xài hai màu thôi, đơn giản thôi, đen với đồng 908 rồi xong. Rồi phủ thêm keo thôi. Nếu mà xài sơn ok thì khỏi phủ keo cũng được mà. Cứ sơn nền đen thôi, mình bập trực tiếp cái màu nhũ lên thôi. Rồi để đem qua mát thử coi, đem qua mát thử coi nó màu nó xuống không. Đây khi vô mát này mấy anh. Thì nó sẽ màu nó không có ánh nắng hắt vô nhiều ha. Nó không có cam nhiều. Đó. Nhìn nó cổ đẹp hơn. Ra nắng nó khác, vô mát nó khác mấy anh ha, cái tông màu nó. Rồi phủ keo vô thì cũng khá là bóng nè. Keo thêm 2 này nó bóng cũng gần như clear luôn rồi trời. Phủ có lớp á mấy anh. Rồi thì hôm nay có thời gian thì em làm Trương Tý nó sơn cái chậu chữ nhật 70 cho mấy anh coi tham khảo ha. Chữ nhật 70 để lên đôn vuông 55. Mẫu này của Việt Nam sản xuất hết mà. Mẫu này khá là đẹp á. Sơn giả đồng hợp lắm. Rồi anh chị nào cần mua sơn hay mua khuôn thì vui lòng liên hệ hay số điện thoại màn hình giúp em ha. Cảm ơn anh chị theo dõi video này của em nha.